Con là một đứa trẻ dũng cảm. Jet, cậu bé người Do Thái, là một cầu thủ có 5 năm kinh nghiệm. Ước mơ của cậu là trở thành một trọng tài bóng đá. Qua sự cố gắng bền bỉ, năm Jet lên 10 tuổi, qua một kỳ thi, cậu đã đạt được giấy chứng nhận tư cách trọng tài. Cha mẹ của Jet luôn chú ý đến việc bồi dưỡng sự dũng cảm, mạnh dạn cho con. Họ thường xuyên cổ vũ cậu khi làm việc, không được nhút nhát mà nên dũng cảm và mạnh dạn. Một lần, Jet làm trọng tài, cậu rất căng thẳng nhưng cậu không hề sợ hãi. Khi trận đấu diễn ra được một nửa thời gian, cầu thủ tiền đạo của đội A nhanh chóng đột nhập vào khu vực cấm của đội B, nhưng trong lúc hỗn loạn đã bị ngã. Thấy vậy, Jet lập tức thổi còi, thưởng cho đội đó được quả phạt trong vòng cấm địa. Lúc này, huấn luyện viên của đội A tỏ ra bất mãn với quyết định của trọng tài. Ông ta bất chấp sự ngăn cản của người khác xông vào sân, lên tiếng trách móc quán tháo với cậu trọng tài, 10 tuổi. Khi mọi người đang cảm thấy lo thay cho Jack, thì cậu bình tĩnh rút thẻ vàng cảnh cáo vị huấn luyện viên đó và ghi vào sổ. Sự dũng cảm và bình tĩnh của Jack không chỉ nhận được sự đồng tình và khen ngợi của bố mẹ, mà còn được tất cả khán giả vỗ tay tán thành. Ví dụ trên cho thấy, cậu bé Jack thể hiện tuyệt vời như vậy vì cậu tràn đầy lòng tự tin và dũng cảm. Đối với một cậu bé mới 10 tuổi như Jack, những hành động này thực sự đáng biểu dương. Do trẻ còn nhỏ, rất nhiều điều chưa biết nên đôi lúc tỏ ra nhút nhát, sợ hãi. Một chuyên gia tâm lý đã nói, nguyên nhân tâm lý sợ hãi ở trẻ và người lớn là như nhau. Vấn đề quan trọng là người lớn biết cách đối phó với nỗi sợ, còn trẻ em thì không biết phải làm thế nào với nỗi sợ. Vì vậy, cha mẹ nên quan sát tỉ mỉ, tìm ra nguyên nhân và giúp trẻ loại bỏ tâm lý sợ hãi, đồng thời bồi dưỡng phẩm chất dũng cảm cho trẻ. Thật ra cha mẹ nào cũng hy vọng con mình dũng cảm, mạnh dạn, nhưng thường sự việc đi ngược lại với mong muốn. Không phải đứa trẻ nào cũng có tính cách mạnh dạn, dũng cảm. Chẳng hạn có trẻ sợ bóng tối, có trẻ sợ hồn ma bóng quế. Có trẻ sợ cảm giác cô đơn khi không có bố mẹ bên cạnh. Nếu cứ để tình trạng đó tiếp tục, rất có thể tính cách trẻ phát triển theo hướng không có lợi. Vì thế, cha mẹ nên tích cực tìm ra biện pháp hợp lý khoa học, bồi dưỡng tính cách dũng cảm cho trẻ. Chúng ta hãy xem cha mẹ Do Thái bồi dưỡng phẩm chất dũng cảm cho con cái của họ như thế nào nhé. Cách thứ nhất, xây dựng tấm gương tốt cho con noi theo. Trẻ rất giỏi bắt chước, hơn nữa còn đặc biệt thích bắt chước bố mẹ. Do đó, cha mẹ Do Thái thường rất chú ý đến hình tượng của mình, luôn cố gắng tỏ ra dũng cảm trước mặt con cái. Đồng thời, họ hy vọng thông qua hành động của mình kích thích ý chí dũng cảm của trẻ. Ngoài ra, cha mẹ Do Thái còn thản nhiên thừa nhận những thứ mà trước kia họ cảm thấy sợ hãi. Sau đó giảng giải cho trẻ tại sao bây giờ họ không sợ nữa. Thông qua sự ảnh hưởng ngầm này, tâm lý sợ hãi cũng dần dần được khắc phục. Tâm lý của trẻ sẽ được phát triển toàn diện. Cách thứ hai, tôn trọng trẻ, dùng cách thức thích hợp giúp trẻ loại bỏ tâm lý sợ hãi. Trẻ thường sợ ma quỷ vì từ nhỏ trẻ được ông bà, cha mẹ kể cho những câu chuyện hoặc trẻ xem những bộ phim có liên quan đến ma quỷ. Thế nên, lúc này, cha mẹ có giảng cho trẻ nghe thuyết duy vật hay thuyết vô thần e là cũng không có tác dụng. Trong tình huống này, cách làm thông thường của cha mẹ Do Thái là tìm cách hiểu trẻ, tôn trọng trẻ, dùng cách trẻ thích hoặc có thể tiếp nhận để giúp trẻ xóa bỏ tâm lý sợ hãi. Ví dụ, cha mẹ sẽ nói với trẻ, ma quỷ sợ những đứa trẻ ngoan, vì thế con chỉ cần là một đứa trẻ ngoan là được. Cách thứ ba, tìm nguyên căn nói cho trẻ lý do không phải sợ hãi. Thông thường trẻ sợ hãi là có nguyên nhân. Ví dụ, trẻ sợ bố mẹ không ở nhà là do trẻ sợ ở nhà một mình, hay khi trẻ sợ chó mèo, có thể là trẻ sợ bị chúng cắn. Lúc này, cách làm của cha mẹ Do Thái là quan sát tỉ mỉ những hành động, lời nói thường ngày của trẻ, tìm ra nguyên nhân khiến trẻ sợ hãi, sau đó tìm cách giải quyết. Ví dụ, khi trẻ sợ hãi chó mèo, họ sẽ kể ra cho trẻ nghe câu chuyện về chó con, mèo con, nói với trẻ cách thức và phương pháp để tiếp cận với chúng, tăng cảm giác an toàn cho trẻ. Cách thứ tư, tăng cường bồi dưỡng tinh thần dũng cảm, độc lập cho trẻ. Một người có tính độc lập cao rất ít khi ỷ lại vào người khác. Đồng thời khi gặp khó khăn, họ luôn tỏ ra mạnh mẽ, không sợ hãi. Muốn bồi dưỡng tinh thần dũng cảm cho trẻ, cha mẹ Do Thái bồi dưỡng cho trẻ từ tính tự lập. Trong gia đình Do Thái, trẻ 2 tuổi bắt đầu phải làm việc nhà vừa sức. Khi lớn dần lên, bố mẹ bắt đầu giao cho trẻ những công việc phức tạp hơn. Lao động sẽ làm tăng khả năng độc lập và bồi dưỡng tinh thần dũng cảm khắc phục khó khăn cho trẻ. Muốn bồi dưỡng phẩm chất dũng cảm cho trẻ, các bậc cha mẹ phải là tấm gương tốt, thường xuyên nói chuyện để hiểu được suy nghĩ của trẻ, từ đó rèn luyện tính cách độc lập cho trẻ. Ngoài ra, việc dạy dỗ con cái cần phải một khoảng thời gian dài khi có cách dạy khoa học và kiên trì. Tin rằng bạn sẽ bồi dưỡng con mình trở thành
một dũng sĩ nhỏ tuổi,